Bạch Chư Tôn, Hòa Thượng Giáo Phẩm, lãnh đạo các ban chuyên ngành, ban trị sự 24 quận huyện, kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, buổi lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn xin được phép bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm Chứng Minh, Chư Tôn Đức Tăng Ni đồng kính mời hoan hỷ khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng trưởng ban khởi niệm. Cái máy đâu? Cái máy video. Đưa video. Nhanh nhanh. Mẫu ni Phật Nam Mô Bổn Sư. Chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh đồng kính mời toàn thể quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Lão, lãnh đạo Ban Thường Trực Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, lãnh đạo Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự, Hội Đồng Trị Sự, Văn Phòng 2 Trung ương, các ban viện Trung ương, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức, lãnh đạo các ban chuyên ngành, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 24 quận huyện. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tổ đình, đại biểu đại diện cho thành phố. Kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp, cùng toàn thể quý Phật tử, trong suốt 2000 năm Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển, đồng hành cùng với dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kính ngưỡng và tri ân công đức cao dày của Chư Tôn Thiền Đức Tiền Bối Hữu Công, đã hiến trọn cuộc đời đóng góp cho đạo pháp và dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Hoa đời hoa đạo đua nhau nở, mãi mãi ngàn sao vẫn ngát hương. Thật cao quý thay các bậc chân tu thạc đức, với đạo phong cốt cách, giới hạnh tinh nghiêm, quý ngài luôn tiếp nối ghi danh thơm và công đức sáng ngời vào trang sử vàng son của nước Việt cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, luôn làm rạng danh lớp người kế thừa truyền thống của các bậc tiền hiền thầy tổ trong thời hiện đại. Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một trong những bậc minh quân lỗi lạc tài ba của nước Việt, bậc danh tăng chân tu thạc đức tiền nhân ở thế kỷ thứ 13, bậc sơ tổ tôn kính của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo Việt Nam, là tấm gương đạo hạnh cao cả của một hiện thân Bồ Tát, là ánh hải đăng luôn định hướng cho tăng ni và Phật tử Việt Nam kế thừa sự nghiệp tu học và hành đạo theo đúng chánh pháp. Trải qua 51 năm hiện hữu cõi ta bà, với 14 năm lên ngôi trị vì thiên hạ Đại Việt để cống hiến cho đời, với 9 năm hoằng truyền Phật pháp
phổ độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã làm tròn trách nhiệm của một hiện thân đại sĩ trong tinh thần nhập thế cứu đời, luôn cống hiến trọn đời mình phụng sự và bảo vệ đất nước, đạo pháp và dân tộc Việt Nam, làm rạng danh và phát triển dòng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam trên tinh thần tục nhiệm truyền đăng, xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, báo Phật ân đức. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý quan khách cùng toàn thể quý Phật tử, để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đối với Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bậc sơ tổ tôn kính thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, sáng nay ngày 7 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất, giữa lòng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam, một thành phố văn minh hiện đại phát triển và luôn dẫn đầu nền kinh tế của cả nước, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể tăng ni Phật tử thành phố long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn 1308-2018 tại Hội trường Việt Nam Quốc tự, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ tưởng niệm sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, chương trình đại lễ tưởng niệm được long trọng tổ chức với nội dung chính như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do. 3. Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. 4. Cung tuyên tiểu sử Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 5. Lời tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 6. Nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 7. Lời cảm tạ của ban tổ chức. 8. Hồi hướng và bế mạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, đến chứng minh và tham dự đại lễ tưởng niệm sáng hôm nay, ban tổ chức thành kính cung đón chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo các cấp giáo hội và trân trọng chào đón sự hiện diện quý báu của chư vị quan khách chính quyền các cấp cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni và Phật tử đồng trở về tham dự trong buổi lễ sáng hôm nay. Về phía chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, ban tổ chức rất vinh dự được cung đón và trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Trí Hạ Quảng, đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Đức Hạ Nghiệp, Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Viên Giác, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính giới thiệu Hòa thượng Thích Như Tính, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.
Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức chúng con rất vinh dự và được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính giới thiệu cùng Chư Tôn Hòa Thượng Giáo phẩm, Phó Trưởng Ban Trị sự cùng các thành viên Ban Trị sự và Chư Tôn Đức Quang Lâm, chúng con xin thành kính giới thiệu chung. Về phân ban ni giới Trung ương, Ban tổ chức xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng phân ban Ni giới Trung ương Giáo hội. Thành kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó phân ban Ni giới Trung ương, Phó phân ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh. Thành kính giới thiệu sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân, Phó trưởng ban phân ban Ni giới Trung ương, Phó trưởng ban Ni giới thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức Ni phân ban Ni giới Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo chính quyền, Ban tổ chức rất vinh dự được cung tiếp và trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Lê Hà, Phó Phòng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng quý phái đoàn lãnh đạo chính quyền đã về tham dự. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chung. Về phía chính quyền quận 10 và phường 12 sở tại, Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của ông Phan Văn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận 10. Xin trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10. Xin được giới thiệu bà Trần Thanh Ngọc, Phó Ban Dân vận Quận ủy, Quận 10. Xin được giới thiệu ông Vũ Thế Xuân, Phó Phòng Nội vụ Quận 10. Xin được giới thiệu ông Lê Quang Hùng, Đội trưởng Đội An ninh Công an Quận 10. Xin giới thiệu bà Vũ Thị Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 12 Quận 10. Xin được giới thiệu ông Trần Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12 Quận 10. Xin giới thiệu bà Phạm Thị Huế, Phụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 12 quận 10 và ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng Công an phường 12 quận 10. Cùng với sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Hòa Thượng Giáo phẩm, đại diện Ban Thường trực Hội đồng Trị sự,
Hội đồng trị sự, Văn phòng 2 Trung ương, các ban viện Trung ương, Chư Tôn Đức lãnh đạo phân ban ni giới Trung ương và thành phố, Chư Tôn Đức phó trưởng ban trị sự và lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên ngành và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 24 quận huyện, hội đồng điều hành và tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu và tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức tăng ni, trụ trì các tổ đình tự viện tiêu biểu trên địa bàn thành phố, quý vị quan khách đại diện ủy ban, ban dân vận trung ương, ban tôn giáo chính phủ, cục an ninh nội địa Bộ Công an, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban dân vận thành ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban tôn giáo, đội an ninh đối nội sở công an thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể quý Phật tử xa gần. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng chào đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị đại biểu quang lâm. Về phía báo đài, xin được trân trọng giới thiệu đại diện của Đài Truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình VTV, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV, Kinh Thông tin Thông tấn xã Việt Nam, Kinh Phật sự Online TV, Văn phòng 2 Trung ương và Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao Động, báo Đại Đoàn Kết, báo Công an, báo Pháp Luật, báo Phụ Nữ Thành Phố, báo Giác Ngộ, tạp chí Văn hóa Phật giáo, tạp chí U Đàm và tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, các trang mạng Giác Ngộ Online, Phật tử Việt Nam.net, các trang điện tử Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, trang điện tử VN Express, trang điện tử Zin VN và Thông tấn xã Việt Nam. Một lần nữa, ban tổ chức xin được chào đón quý vị đã đến và đưa tin trong buổi lễ sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách. Cõi trần vui đạo cứ tùy duyên, đói bụng thì ăn, mệt ngủ liền. Báu vật trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Để mở đầu nghi thức đại lễ tưởng niệm sáng hôm nay là phần cung tuyên tiểu sử Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội, thay mặt Trung ương Giáo hội cung tuyên tiểu sử, kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Viên Giác và Thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa Thượng Thích Tịnh Hành và Thượng Thích Như Tín, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm,
Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Giáo phẩm, các ban viện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng Thượng tọa Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Đức Giáo phẩm, Ban Trị sự 24 quận huyện Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa Vị Ni trưởng, Vị Ni sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Tịnh sở Tự viện, Tịnh xá Tịnh thất, Niệm Phật đường Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý vị đại diện Đảng bộ, nguyên Đảng bộ thành phố và quận 10 sở tại. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh, và được sự ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin cung tuyên tiểu sử của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông với nội dung như sau. Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sơ tổ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam 1258 đến 1308. Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông tên quý là Trần Khâm, sinh ngày 7 tháng 12 1258, tức ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ. Con trưởng của vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái Hậu Nguyên Thánh, thân hình ngài có những đặc điểm khác thường, nhất là có màu vàng, nên được vua cha đặt tên hiệu là Phật Kim. Lớn lên năm 16, 1274, ngài được lập làm Đông Cung Thái Tử, và cùng năm ngài kết duyên cùng công chúa Nguyên Thánh, trưởng nữ Đạo Đại Vương. Vua Trần Thánh Tông đã mời các bậc lão thông Nho giáo, Đạo giáo. Đại Vương Trần Thánh Tông đã mời các bậc lão thông Nho giáo Tứ Thư Ngũ Kinh để dạy cho ngài Như Lê Phụ Trần, Nguyện Thánh Huấn, Nguyện Sĩ Cố, vân vân, tất cả đều hết lòng dạy dỗ. Chính vua cha cũng đã soạn Di Hậu Lục để dạy dỗ cho Thái tử cách xử thế, chuẩn bị nối nghiệp. Sau này về Phật Pháp, ngài học đạo với Tuệ Trung Thượng Sĩ, được Thượng Sĩ hết lòng hướng dẫn và trao đổi những yếu nghĩa Thiền Tông. Ngài tâm đắc nhất là câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Quan sát lại chính mình, đó là bổn phận, không do người khác làm được. Về tôn thờ Tuệ Trung Thượng Sĩ làm thầy, ngài thường tới lui chùa Tư Phúc trong kinh thành để tụng kinh, tọa thiền, lễ bái Tam Bảo. Năm 21 tuổi 1279, ngài được Trần Thánh Tông truyền ngôi vị thiên hạ Đại Việt, lấy đức trị vì dân chúng an cư lạc nghiệp, lấy niên hiệu là Thiệu Bảo. Trước thảm họa ngoại xâm, quân Nguyên Mông chuẩn bị xâm chiếm nước Nam năm 1282, ngài chủ trì hội nghị Bình Than để lấy ý kiến toàn dân. Trong cuộc chiến tranh Huệ Quốc vĩ đại
năm 1284 trước khi cuộc chiến tranh diễn ra, Ngài chủ trì hội nghị Diên Hồng lấy ý kiến các vị bô lão, những người đứng đầu các bộ lạc trần thế, toàn thể hội nghị, già trẻ, gái trai đều một lòng tung hô quyết thắng. Năm 1285, với tinh thần bảo vệ dân tộc, tổ quốc của nhân dân, Ngài đã hết lãnh đạo và chiến thắng cuộc xâm lăng Nguyên Mông lần thứ nhất, với ý đồ bành trướng phương Nam, tiến chiếm Chiêm Thành, làm bàn đạp cho tín Đại Việt. Trần Nhân Tông lại một lần nữa lãnh đạo cuộc chiến tranh vơ vét bảo vệ với sự quyết tâm chiến thắng của toàn dân toàn quân. Ngài đã thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai năm 1288, cảm hứng nước sự chiến thắng của dân tộc, Ngài đã làm hai câu thơ lưu lại: xà tắc hai phen chồn ngựa đá, non sông muôn thở vạn du vàng. Xà tắc lưỡng bồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim âu. Sau khi đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngài đã củng cố triều đình, phụ dụ đoàn kết toàn dân, xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời hậu chiến, với mục đích chủ hòa, Ngài đã bỏ qua những lỗi lầm đã có của quần thần cũng như thân tộc. Năm 41 tuổi 1293, Ngài nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1294, Ngài cầm quân sang chinh phục Ai Lao, giữ yên bờ cõi và làm cho nước Triệu Voi tiếp tục thần phục Đại Việt. Sau khi chinh phục Ai Lao, Ngài trở về hành cung Vũ Lâm, Ninh Bình cầu quốc sư Huệ Tuệ, làm lễ xuất gia, tập sự tu hành tại đây một thời gian. Năm 1299, Ngài quyết tâm trở lại thăm kinh sư lần cuối, rồi đi thẳng lên núi Yên Tử, Quảng Ninh, quyết chí tu hành, tham thiền nhập định, lấy tên là Hương Vân Đại Đầu Đà, và độ Đồng Kiên Cương làm đệ tử và ban pháp hiệu là Pháp Loa. Năm 1304, Ngài hạ sang đi thăm hữu nghị đất nước Chiêm Thành và nghiên cứu về tôn giáo, tạo lập mối quan hệ hợp tác hòa bình hữu nghị với các nước láng giềng. Trở về chùa Phổ Minh, phủ Thiên Trường, giảng kinh thuyết pháp, mở hội đại thí vô lượng cho nhân dân. Năm 1304, Ngài xuống chống gậy trúc dạo đi khắp nước Đại Việt, khuyến khích muôn dân giữ năm giới, tu hành thập thiện, dẹp bỏ những nơi thờ cúng không đúng chánh pháp, loại bỏ những điều mê tín dị đoan, vân vân. Ngài đến bố chánh Quảng Ninh, lập am tri kiến và lưu lại đây một thời gian. Sau đó được vua Trần Anh Tông thỉnh vào nội cung để truyền giới Bồ Tát cho bá quan văn võ quần thần. Sau chuyến thăm hữu nghị Chiêm Thành năm 1301, Ngài có hứa đính hôn công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm là Chế Mân. Năm 1305, vua Chiêm Thành sai Chế Bồ Đài và phái đoàn ngoại giao mang vàng bạc sính lễ cầu hôn. Đến năm 1306, Ngài đứng ra chứng minh hôn lễ giữa công chúa Huyền Trân và Chế Mân vua Chiêm Thành. Trước thành quả ngoại giao hôn phối ấy, vua Chiêm đã
dân hai quận Ô Châu Ô Châu Rí cho Đại Việt làm lễ sính lễ. Đây chính là điều kiện giúp cho Đại Việt mở rộng bờ cõi về phương Nam và thuận hóa Huế. Năm 1307, Ngài truyền y bác lại cho Tôn giả Pháp Loa lên làm sơ tổ Trúc Lâm, và Pháp Loa là tổ thứ hai của thiền phái Trúc Lâm. Trong thời gian đó, Ngài thường lui tới chùa Bảo Ân, Siêu Lợi, Sùng Nghiêm, Hải Dương, Vĩnh Nghiêm, Lạng Sơn, chùa Từ Lâm, chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều để giảng kinh thuyết pháp và chứng minh các lễ hội. Sau khi truyền ý bác cho Tôn giả Pháp Loa, Ngài tập trung biên soạn kinh sách và ngữ lục. Qua đó, Ngài đã để lại cho đàn hậu học một số tài liệu vô cùng quý báu như Trần Nhân Tông thi tập Đại Cương Hải Ấn, thi tập Tăng Già Toái Sự, Thạch Thất Mị Ngữ, Trung Hưng Thực Lục, Truyền Đăng Lục, vân vân. Trước khi nhập diệt, Ngài đã để lại bài kệ Pháp Phân Thường Trụ qua sự trả lời của thị giả hầu cận bên Ngài là Bào Sát. Tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt, ai hiểu được như vậy thì chư Phật hiện tiền. Nào có đến có đi, nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường tại tiền, hà khứ lai chi hữu. Theo sử cũ, Ngài đã xả báo An Tường Thâu Thần Viên Tịch ngày mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân, tức 1308, thọ thế 51 năm, tại Am Ngọc Vân, Đông Triều, Quảng Ninh. Vua Trần Ánh Tông cung thỉnh nhục thân Ngài về Kinh Đô Thăng Long, cử hành quốc tang thời gian 2 tuần. Sau đó, vua quan, quần thần, văn võ bá quan, đệ tử Pháp Loa, Bào Sát và chúng tăng trong nước cử hành lễ trà tỳ. Sau khi thu nhặt xá lợi được chia làm 2 phần, một phần xây dựng ở tháp thờ ở Lăng Quý Đức, Phủ Long, Hưng, Thái Bình, một phần xây tháp tôn thờ tại chùa Văn Yên, Yên Tử, Quảng Ninh, lấy hiệu là Huệ Quang Kim Tháp, dân thánh hiệu Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà, Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Phật Tổ. Nam Mô Trúc Lâm Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông Tổ Sư Tác Đài Chứng Minh. Ban tổ chức thành kính tri ân Hòa Thượng về phần cung tiên tiểu sử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đại biểu và quý quan khách, trước khi lời tưởng niệm của Trung ương bắt đầu, chúng con thay mặt ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng kính mời quý quan khách hoan hỷ khởi thân hướng về lễ đài để lắng nghe lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút trang trọng này, ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Ban Thường Trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức, thay mặt cho Trung ương Giáo hội tuyên đọc lời tưởng niệm A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Trúc Lâm Yên Tử, Pháp Phái Lịch Đại Tổ Sư
Tát Đại chứng minh. Kính bạch Đức Tổ Sư Điều Ngự Giác Hoàng, từ vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt, làng Hải Ấp, Hải Triều, Kinh Bố, quê hương họ Trần Giấy Nghiệp, đất Thăng Long kinh thành Hoa Lệ, hai triều vua củng cố đế đô, đất nước thanh bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ngâm khúc âu ca, cả nước vui câu hữu đạo. Rồi một thở duyên lành xuất hiện, Hoàng Thái Hậu thụ thai, đấng tu mi đáng bực mài râu vai thiên tử từ đây kế nghiệp. Đức Thánh Tông định lập Đông Cung chọn người thừa kế ngai vàng, thọ học với bao hàng thức giả danh sư, tuệ trung thượng sĩ thấm mùi thiện, Lê Phụ Trần, Nguyễn Thánh Quấn, Nguyễn Sĩ Cố dạy công dạy dỗ. Khi đến độ nhân duyên hội đủ, kế nghiệp phụ vương, lên ngôi cửu ngũ, trị quốc an dân lo bề giữ nước, đoàn kết một lòng quy tụ người tài đức, nêu cao gương hỷ xã, bỏ qua lỗi cũ, đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh dân tộc. Hội nghị Bình Thang Diên Hồng một thở, lấy ý chí toàn dân làm ý chí của mình, chống giặc ngoại xâm nguyên mông khiếp đỏm, đẩy lùi quân giặc hai cuộc xâm lăng, chiến thắng vạn quân giữ nguyên bờ cõi. Quả thật xã tắc hai phen chồng ngựa đá, non sông nghìn thở dựng Âu Vàng. Với tinh thần công thành thân thoái, Ngài đã truyền ngôi cho Thái tử Anh Tông kế nghiệp, thực hiện những biết dân du hóa đạo khắp nhân gian Đại Việt, thành Đồ Bàn một thở lưu danh, đất Kim Thành chào mừng thánh thượng, quyền Trân công chúa chế mân một thở gieo duyên, liên kết hai dân tộc Việt Chăm ổn định hòa bình hữu nghị. Tổ lại đi khắp chốn thôn quê thành thị, khuyên nhân dân thực hiện 10 điều lành, xây dựng nhân gian tịnh độ cực lạc tại trần gian bằng con người và tâm thanh tịnh, tu dưỡng tâm tánh tinh Phật tại tâm, tâm là Phật, ngộ Phật ngộ tâm, viên dung một thể, quả thực của báo đầy kho, thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Công đức hoằng dương Phật pháp của Tổ Sư, sau khi ngộ đạo điều ngự giác hoàng, vua Phật trần gian trăm hoa đua nở, ngàn cỏ hương thơm, chín nước mười mây gian rền tiếng pháp, chống gậy trúc dạo chơi thiên hạ, nâng gót hài đại địa vững bền. Quả thực rừng thiền tùng trúc còn in bóng, xào xạc canh thâu tiếng pháp màu. Rồi thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tổ khai sơn truyền thụ Tâm Tông, pháp la Huyền Quang tôn giả, nối dõi tông phong thiền giáo song hành, ba dòng thành một. Phái thiền Đại Việt ngàn đời, làm cho tổ ấn rạng ngời, đèn thiền tỏ rạng, hương giới bay xa chan hòa pháp giới, non sông sáng làng vũ trụ quy hoàng, nhật nguyệt hồi quang đạo vàng chói lọi. Phật giáo thời trần muôn thở, tam giáo đồng nguyên chan hòa tình dân tộc, nghĩa pháp lữ đời đời lương duyên hội tụ, cùng nhau chung sống hòa bình. Từ phái thiền Trúc Lâm Yên Tử, phái thiền Việt Nam đầu tiên do tổ sáng lập, đã được lập cước trên những di sản văn hóa muôn đời cho nhân thế. Quả thực hương thiền gió lộng tỏa ngàn phương, trăng sáng năm xưa ngập vạn đường, hoa lòng đã nở từ độ ấy, nương pháp âm về tận cổ hương. Trên tinh thần sắc tướng vốn không, mượn cảnh quyển độ người như quyển, tử sanh nào có nương thiền từ độ kẻ trong mê. Như tổ sư đã dạy, tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt, ai hiểu được nghĩa này thì chư Phật hiện tiền nào có đến có đi. Do đó dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức đạo nghiệp của tổ sư vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam, trong sự nghiệp hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân, phát huy đạo pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau. Nhất là đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là giáo hội thống nhất Phật giáo cả nước, theo truyền thống tốt đời đẹp đạo 2000 năm lịch sử truyền thừa, nguyện tiếp tục sự nghiệp quang huy của tổ,
của hồn thiêng sông núi Đại Việt và tinh thần đoàn kết hòa hợp đa tôn giáo, xây dựng một tịnh độ tại nhân gian bằng tinh thần Phật giáo Việt Nam, con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Quả thật vạn kiếp quy nghi ngôi tháp tổ, khói vẽ nên hình chốn nhân gian. Hôm nay nhân kỷ niệm 710 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức tăng ni Phật tử trong và ngoài nước xin đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ lịch đại tổ sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ gian danh chốn tổ quy hoàng tráng lệ. Non sông gấm dốc thiên thành, một cõi vững bền muôn thở, đồng thành kính nguyện thực hành, giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập tổ quốc, nêu cao tinh thần phóng khoáng bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm tốt đời đẹp đạo, duy trì truyền thống dân tộc tự lực tự cường, phát huy nội lực đồng nhờ ngoại lực để phát huy đạo giáo và đất nước phồn vinh văn minh tiến bộ, tạo dựng một thiên đường cực lạc tại nhân gian trong lòng người bằng triết lý thiền là sống, là tâm từ bi chan chứa mọi loài, trong kiếp hiện tại và mai sau của trần thế thực hành Bồ Tát đạo, quả thực mãi mãi sáng ngời gương Phật tổ, ngàn sao còn rạng nét tông phong. Kính mong liệt sự liệt vị tổ sư hồn thiêng sông núi Thùy Từ chứng giám. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Chúng con thành kính tri ân Phật lời tưởng niệm của Hòa Thượng ở Trung ương Giáo hội, và chúng con kính cung thỉnh các vị hoan hỷ đứng im. Tiếp theo là phần nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội và đại diện Ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng kính mời quý vị đại biểu chính quyền thành phố và quận dãy ghế đầu tiên hoan hỷ đối trước lễ đài để chuẩn bị dâng hương, và tất cả hội trường chúng ta đứng tại chỗ. A Di Đà Phật. Một lần nữa kính cung thỉnh chư tôn đức hàng ghế đầu và các vị quan khách hàng ghế đầu, chính quyền của thành phố và cũng như ở quận 10 hoan hỷ đứng ở phía trước hội trường để làm lễ dâng hương tưởng niệm. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Trơn, Phó trưởng ban thường trực ban nghi lễ thành phố cùng chư tôn đức hoan hỷ để thực hiện nghi thức lễ dâng hương. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Một đó hiện linh thoại, năm cánh tỏa kỳ hương, pháp tạng trao truyền từ Tây Phức Tâm Tông nối tiếp ở Việt Nam. Cuối lại đức điều ngữ giác hoàng, trong chốn Niết Bàn diệu tâm, từ non thiên yên tử với thiền phái trúc lâm, đưa mắt đói thương hàng hậu học, chứng giám lòng thành của chúng con.
duyên này có giáo hội Phật giáo Việt Nam hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn thiền đức trưởng lão đại tăng cùng tăng ni bốn chúng Phật từ mười phương. Giờ này cung kính dâng nén tâm hương, chí thành cúi đầu đảnh lễ. Ngồi từ bi trí tuệ bậc tỉnh giác siêu quần, cứ trần lạc đạo thanh bình giác hoàng Phật tổ khai dòng trúc lâm. Cung duy Nam Mô Việt Nam Phật giáo Trần Triều, trúc lâm sơ tổ điều ngữ giác hoàng, trần nhân tông tổ sư thiền tòa hạ. Phục nguyện có quý vượng thiền, mưa nắng dai dầu hồn vẫn sống, hoa đàm cánh mộng tuyết sương tàn tạ chất còn hương. Do đó mong rằng cánh hạt các tường chân mây như ý, thần thông du hí diệu dụng thiên liêng, quay mũi từ thuyền trở đầu pháp gia, đồ sanh tuy rằng vất vả, tổ sư há ngại nhọc nhằn, dạy dỗ chúng tăng dắt diệu Phật tử, làm lành lánh dữ thêm ngộ bớt mê, và cầu cho nước nhà thành trị mọi bề, đạo pháp an hòa một mối, trang nghiêm giáo hội thánh tịnh đạo tràng, ngàn thu hoa tổ ấn son vàng, muôn thuở tông phong trong sáng. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát Ma Tát. Việc phải tàu khê thủy nam truyền thiếu thất đăng,
trúc lâm tam đại sĩ yên tử nhất cao tăng. Nhất tâm đảnh lễ Việt Nam Phật giáo Trần Triều, trúc lâm sơ tổ điều ngự giác hoàng, Trần Nhân Tông tổ sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nhã hội thượng Phật Bồ Tát Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu Kia Ngộ Quận Giai Không Độ Những Tiết Cổ Ách Lời Từ Sân Băng Vì Không Không Bức Vì Sân Sân Tứng Thì Không Không Tứng Thì Sân Thọ Tưởng Hành Tứng Vì Phùng Như Thế Xa Lời Từ Thì Chư Pháp Công Tư Bất Sanh Bất Diệt Ba Cơ Bất Tình Bất Tăng Ba Giảm Thị Cổ Không Trung Vô Sân Vô Thọ Tư Hành Thức Vô Nhạc Nhị Tí Thì Thân Ý Vô Sơ Thanh Hữu Vị Xung Pháp Vô Nhạc Giới Nại Chi Vô Ý Thân Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Vô Minh Thân Vô Lão Tự Diệt Lão Tử Tăng Vô Cổ Tâm Diệt Đạo Vô Trí Diệt Vô Ra Dĩ Vô Xa Ra Cổ Bồ Đề Thì Ban Nhã Ba La Mật Đà Cố Tâm Vô Vai Ngài Vô Vai Ngài Cố Vô Hữu Khủng Vô Viện Ly Điên Đạo Mộng Tượng Cứu Canh Niết Bàn Tam Thế Chư Phật Ni Ba Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc Nga Đầu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Cố Trị Ba Nhã Ba La Mật Đa Tỳ Thằng Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đăng Đăng Chú Đăng Trừ Dứng Tiết Cổ Chân Thiện Mật Ư Vô Tuyên Ban Nhã Ba La Mật Đa Chú Từng Thị Chú Viên Hiện Đề Hiện Đề Ba La Hiện Đề Ba La Tăng Hiện Đề Bồ Đề Tăng Ma Hiện Đề Hiện Đề Ba La Hiện Đề Ba La Tăng Hiện Đề Bồ Đề Tăng Bà Hiện Đề Hiện Đề Bà La Hiện Đề Bà La Tăng Hiện Đề Bồ Đề Tăng Bà Ai chúng sanh hệ vô biên thệ nguyện độ viện đạo vô tận khách hoan hỷ trở về vị trí danh dự an toàn và ban tổ chức trân trọng cảm ơn ban nghi lễ Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh
đã thực hiện phần nghi thức dâng hương tưởng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý vị Phật tử. Trong buổi lễ sáng hôm nay, ban tổ chức đã nhận được những lẵng hoa tươi thắm và phần quà của chư vị lãnh đạo giáo hội các cấp cũng như quý vị quan khách chính quyền các cấp đã gửi về dâng cúng trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính trân trọng ghi danh và tuyên đọc danh sách của các ban ngành gửi về để dâng cúng trong buổi lễ sáng hôm nay về những lẵng hoa và quà. Lẵng hoa của ban và quà của ban tôn giáo chính phủ: ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Quốc Liêm và gia đình; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an; Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; lẵng hoa của Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh; Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 10. Và những lẵng hoa và quà: lẵng hoa của Hòa thượng Thích Tất Nghiệp, Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phân ban Ni giới Thành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 1, quận Tân Bình, huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh và huyện Nhà Bè, Tổ đình Từ Nghiêm, chùa Pháp Võ, chùa Phước Thành, chùa Phước Viên và Tổ đình Giác Lâm. Những lẵng hoa của các ban ngành đã gửi về dâng cúng trong buổi lễ hôm nay, ngưỡng mong Đức Vua Trực Phật Hoàng Trần Nhân Tông và chư vị hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo trung ương các cấp cùng quý đại biểu hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính tri ân. Tiếp theo chương trình là phần cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban trị sự Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt ban tổ chức phát lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Trí Quảng và thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng trong họ thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức ban trị sự Hà Nội và các quận huyện. Kính thưa ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Trà Quang Thanh, vụ phó vụ Tôn giáo Chính phủ phía Nam. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận. Kính thưa ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Thành phố. Kính thưa bà Lê Thị Hà, đại diện Cục An ninh Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị lãnh đạo thành phố, kính thưa quý vị lãnh đạo của quận 10, chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức xin đọc lời cảm tạ buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn do ban thường trực
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức trọng thể tại Việt Nam Quốc tự sáng ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất. Đến đây đã được viên mãn. Trong giây phút trang nghiêm và trọng thể này, chúng tôi thay mặt chư tôn thiền đức giáo phẩm, hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự Giáo hội Giáo Việt Nam, Giáo hội Giáo Việt Nam, ban nhân vận ba trung ương, ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc, ban tôn giáo Chính phủ và Cục An ninh Nội Bộ Công an, thành ủy, hội đồng nhân, ủy ban nhân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, ban nhân dân thành ủy, ban tôn giáo thành ủy thành phố và phòng an ninh đối nội, sở công an thành phố, quận ủy, hội đồng nhân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phòng nội vụ và ban chỉ huy công an quận 10 và phường sở tại, chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Giáo hội giáo thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên ngành, ban đà nghi lễ và 24 quận huyện, Giáo hội Giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng điều hành và tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ban giám hiệu và tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni và Phật tử đại diện các tổ đình tự viện trên địa bàn thành phố đã dành thời gian quý báu đến chứng minh tham dự và dâng hương tưởng niệm lần thứ 710 ngày viên tịch của Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn 1258 dương lịch 1308, góp phần cho đại lễ được trang nghiêm và trọng thể. Xin chân thành cảm ơn chư tăng, Phật tử và tổ đình, các tổ đình tự viện của thành phố Hồ Chí Minh đến để tưởng niệm. Ban tổ chức xin tán dương và trân trọng ghi nhận công đức của quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã đến tham dự và cùng chung tay góp sức để buổi lễ được thành tựu tốt đẹp. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý vị, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức trong việc cung minh tiếp đón, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong chư tôn đức và quý vị quan khách hoan hỷ bỏ qua. Sau cùng, chúng tôi nhất tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn gia hộ quý chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo các cấp giáo hội, chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sinh vị độ, cụ trụ ta bà, để định hướng giáo hội với giới Phật giáo Việt Nam và ngày càng phát triển quang huy trên bước đường phụng đạo yêu nước như gương hạnh sáng ngời của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã lưu danh trên trang sử của đất nước và Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi luôn cầu chúc quý vị quan khách cùng toàn thể quý Phật tử, đồng bào các giới, quý thiện nam trí thức gần xa được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc trong gia đình, bình an trong cuộc sống, hạnh thông trong công việc và mãi mãi được đụm nhường pháp lạc của Đức Như Lai. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin thành kính tri ân phần cảm tạ của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp cùng toàn thể quý vị Phật tử, lễ đại niệm đại lễ tưởng niệm lần thứ 710 Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn do ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được trọng thể tổ chức tại hội trường Việt Nam Quốc tự quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đến đây xin được khép lại. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng Giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức tăng ni, đồng kính mời quý vị đại diện các cấp chính quyền và toàn thể hội trường hoan hỷ khởi thân hồi hướng bế mạc. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Nguyện đem công đức này hướng
Phật Ca Đề Tử Và Sanh Điều Trọn Thành Phật. Xin toàn thể hội trường chúng ta đứng yên tại chỗ để cung tiễn Chư Tôn Hòa Thượng lãnh đạo cũng như chào.